Xin kính chào quý vị và các bạn. Tại các điểm du lịch miền Bắc trong ngày đầu tuần mới sẽ là nắng nhiều. Cụ thể trong ngày thứ hai thì nắng sẽ lên liên tục từ sáng đến cuối chiều. Cảm giác mát mẻ dễ chịu nhất là vào buổi sáng. Còn đến trưa thì quý vị sẽ cảm thấy hơi nóng khi mà nhiệt độ một số nơi có thể lên 33 độ như là tại Hà Giang và Yên Bái. Các thành phố khác thì sẽ dao động trong ngưỡng là từ 29 cho đến 32 độ. Thời tiết thuận lợi cho các hành trình du lịch. Đến với Ninh Bình để ghé thăm quần thể danh thắng Tràng An thì quý vị có thể đi thuyền sâu vào trong vùng lõi của quần thể để khám phá vẻ đẹp non nước hữu tình của vườn chim Thung Nham. Nơi đây là nơi cư trú của rất nhiều những loài chim đẹp và quý hiếm. Thời tiết thì cũng khá lý tưởng để quý vị có thể đến Ninh Bình vào ngày thứ hai. Còn từ ngày thứ ba trở đi thì sẽ không còn đẹp nữa vì dự báo là sẽ có mưa. Và mưa thì sẽ duy trì sang cả ngày thứ tư, có lúc mưa vừa, mưa to. Nhưng mà bù lại nhờ mưa thì không khí sẽ chuyển mát từ 32 xuống còn 26 đến 27 độ. Các điểm đến ở miền Trung cũng có ngày đầu tuần chủ đạo là nắng. Khắp các thành phố từ Thanh Hóa trở vào tới Nha Trang, nhiệt độ sẽ không vượt quá 31 độ, không khí khá dịu mát. Chỉ ít điểm như là Phan Thiết thì có thể lên tới 33 độ. Quý vị sẽ cảm thấy nóng nhẹ vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Đến thành phố Thanh Hóa, ngày thứ hai cũng là khoảng thời gian có thời tiết lý tưởng cho các hoạt động du lịch, trải nghiệm của quý vị. Và nếu là người yêu thích thiên nhiên, dịp này đến với Thanh Hóa thì hãy ghé thăm quần thể danh thắng Kim Sơn với phong cảnh rất hữu tình. Từ thứ ba trở đi thì tại đây cũng sẽ chuyển mưa, khả năng là có thể có mưa to, ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Mưa thì cũng khiến cho nhiệt độ giảm mạnh từ 31 xuống còn 26 độ. Các điểm du lịch phía Nam như là thành phố Cần Thơ dịp này thời tiết cũng tương đối mát mẻ. 3 ngày tới thì ban ngày đều có nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng là từ 30 đến 31 độ. Quý vị có thể tranh thủ ban ngày để đi chơi. Lưu ý về chiều tối đến tối thì trời có thể xuất hiện mưa dông trở lại, lại kết hợp với chiều cường lên thì có thể gây ngập cho một số vùng trũng thấp. Và cuối bản tin sẽ là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.